Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, các hàng Phật tử chúng con luôn đề cao tinh thần hiếu hạnh, mong muốn được báo đáp thâm ân các bậc sinh thành, cả những người đã quá vãng và còn đang hiện tại, nhưng chúng con chưa biết phải làm gì để thực hành hạnh báo hiếu được theo đúng như lời Phật dạy. Vào giờ này, chúng con xin được cung thỉnh chư Tăng từ bi hoan hỷ ban cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được hiểu biết hơn về hạnh báo hiếu theo như lời Phật dạy, để chúng con vâng giữ, hành theo cho được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ ba. Sa du, sa du, sa du, lành thay, lành thay. Thì hôm nay tại chùa Phúc Minh thì có tổ chức lễ Vu Lan. Đây là một cái nghi lễ đã có ở tại các chùa trên dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay rồi. Và cái ngày lễ Vu Lan chính thức rằm tháng 7 thì có cái ý nghĩa đó là lễ Vu Lan báo hiếu. Thì trên cái tinh thần báo hiếu thì thứ nhất là để những người Phật tử, những người con Phật ở khắp mọi nơi để trở về chùa, để lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cái công đức ấy nên các đấng sanh thành, và cũng là hồi hướng những công đức phước lành ấy đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên. Vì vậy trong cái dịp tháng 7 này cũng là cái lễ mà những người con cháu, những người ở dương trần tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã quá vãng. Và cái tinh thần báo hiếu cha mẹ ấy cũng rất là phù hợp với những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Đức Phật cũng đã có nhiều bài kinh nói hay là dạy cho những người con Phật biết cái cách báo đáp thâm ân, tưởng nhớ tri ân đến các đấng sanh thành dưỡng dục, cả những người còn hiện tại và những cái bậc cha mẹ hay ông bà tổ tiên đã qua đời rồi. Thì phải làm sao cho đúng với chánh pháp, làm thế nào để được cái sự lợi lạc, lợi ích nhất mà không rơi vào những cái tà pháp, những cái sự mê tín dị đoan ở trên đời. Vì vậy mà những người Phật tử muốn hiểu, muốn biết được những cái phận sự làm con đúng theo lời Phật dạy thì cần về chùa để học đạo tu tâm, nghe pháp rồi mới có thể ghi nhớ và thực hành theo đúng cái lời Phật dạy. Thì Đức Phật có dạy rằng là nếu như một cái người nào đó, một cái người con, một vai cõng mẹ, một vai cõng cha, dù có đi suốt cả trăm năm thì cũng chưa thể báo đáp hết được cái thâm ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng cũng như là giới thiệu những cái người con vào đời. Vì vậy cho nên là nếu như những cái người con khi còn nhỏ tuổi mà là những cái người có đức hạnh, là những cái người con ngoan biết nghe lời cha mẹ, thì cái hạnh ấy, cái đức hạnh ấy làm cho cha mẹ được vui lòng, thì đó cũng là một cái tinh thần hiếu hạnh, như là một cái người con chăm ngoan học giỏi, cung kính vâng lời,
không làm những cái chuyện xấu xa. Và khi những cái người con ấy lớn lên, trở thành những cái người trưởng thành, xây dựng gia đình rồi, có cái gia đình riêng rồi, cái tình cảm đối với cha mẹ bắt đầu giảm bớt, vì cái tình cảm hướng về gia đình mình sẽ nhiều hơn. Và cái lúc này Đức Phật cần dạy rằng cần phải tưởng nhớ luôn luôn trong tâm, cần phải nhớ đến những cái công ơn của cha mẹ để không quên đi những cái công lao dưỡng dục sinh thành, và quên đi mất cha mẹ. Và khi cha mẹ ốm đau già yếu rồi thì những người con cái phải có phận sự phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ, rồi khi cha mẹ qua đời thì phải làm lễ an táng phụng thờ cha mẹ, để luôn luôn nhớ, tưởng nhớ đến cội nguồn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục ấy. Thì nhưng Đức Phật cũng dạy rằng là nếu như một cái người có trí tuệ, cái sự báo hiếu nó sẽ khác với một cái người không có trí. Một cái người bình thường ở trên đời, người ta cứ nghĩ rằng mình cần làm ra nhiều vật chất, rồi mình có được cái đời sống sung túc, thỏa mãn về vật chất, cũng như lo cho cha mẹ được cái đời sống sung túc, thỏa mãn về vật chất. Đấy là báo hiếu của người đời. Và Đức Phật cho rằng, Đức Phật dạy rằng nếu như một cái người con có an trú cha mẹ vào những cái tài sản vật chất tối thượng ở trên đời, an trú cha mẹ vào cái quyền lực danh vọng tối thượng ở trên đời, có làm đến như vậy, dù cho cha mẹ có làm đến vua chuyển luôn thánh vương, có đầy đủ những cái tài sản vật chất danh vọng ấy, thì những cái người con có làm được như vậy cũng chưa phải, cũng chưa xứng đáng, cũng chưa báo đáp hết được cái thâm ân của cha mẹ. Và Đức Phật dạy rằng là nếu như những người cha mẹ là những người không có đức tin, có tà kiến mê tín, hay cha mẹ là những người không có san tham, không biết bố thí, cha mẹ là những cái người không có giới hạnh, cha mẹ là những người không có chánh kiến, thì những cái người con ấy cần có phận sự an trú, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ là những người có chánh tín, chánh kiến, là những cha mẹ phải biết làm việc thiện, bố thí, cha mẹ phải biết giữ những giới hạnh, bỏ ác làm lành. Có như vậy, làm được như vậy thì những người con ấy đã làm đủ trọn vẹn được cái phận sự báo hiếu thâm ân của cha mẹ. Tại vì sao? Bởi vì nếu như cha mẹ có được hưởng những cái đời sống sung túc, sung mãn về cái tài sản vật chất, về những cái danh vọng, những niềm vui thú ở cái đời sống hiện tại này, nhưng nếu như khi quá vãng rồi, người cha mẹ ấy vì sống ở trên đời không biết tránh những việc ác làm lành, đến khi chết phải đọa vào địa ngục, phải đọa làm súc sinh, phải tái sinh làm quỷ đói, thì cái nỗi khổ ấy mới là cái nỗi khổ lâu dài, mới là cái nỗi khổ đau, mới là cái sự nguy hiểm. Và chỉ những cái bậc có trí, những cái người có học đạo tu tâm mới hiểu được cái điều ấy, mới thấy được cái điều ấy, và mới có thể làm được cái việc báo hiếu cha mẹ, được an vui ở hiện tại và cũng được an vui ở trong ngày vị lai. Vậy thì làm sao để một cái người con có thể biết được khi cha mẹ mình quá vãng, từ giã cái đời sống hiện tại này, sẽ tái sinh về đâu, sẽ sinh về cái cõi lành như cõi thiên giới, cõi người này, hay là sinh về những cái cõi khổ đau khác? Thì một cái người có học đạo, một cái người có hiểu đạo, một cái người có trí tuệ, có giác ngộ thì mới biết được. Còn cái người si mê tà kiến, không học đạo, không hiểu đạo sẽ không biết được điều ấy. Vậy nên ai ở trên đời cũng mong rằng cha mẹ mình, những người thân của mình được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có trí tuệ ở trong cái đời hiện tại, và khi mệnh chung thì được sinh về cái cõi an lành. Nhưng căn cứ vào đâu để mình biết được tại sao mà có những cái
người ở trên đời thì được sống lâu mạnh khỏe, nhưng mà cũng có những cái người thì ốm đau bệnh tật, luôn gặp những cái chuyện rủi ro bất hạnh, và mình cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những cái sự thịnh suy của cuộc đời. Mỗi người có cái nghiệp riêng của mình. Khi cha mẹ có những cái chuyện khổ đau về thể xác và tinh thần, và những cái người con cũng không tìm hiểu được, không biết được cái nguyên nhân từ đâu mà sinh ra, cho nên không thể nào mà có thể giải thoát, mà có thể vượt qua được những nỗi khổ đau ấy. Nên là phải căn cứ vào cái giáo pháp của Đức Phật thì mình mới có được một cái sự nhìn nhận, mới có được cái sự hiểu biết thâm sâu, mới có sự được cái sự hiểu biết chân chánh, đúng đắn, đúng với sự thật. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo giác ngộ, đạo của cái trí tuệ, đạo của những cái pháp thủ thắng thâm sâu, vượt khỏi những cái sự hiểu biết tầm thường, những cái suy luận tầm thường ở thế gian này. Một cái người mà mình mong muốn cho cha mẹ được sống lâu mạnh khỏe, an vui ấy, thì không phải là mình cứ phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ về vật chất mà cha mẹ sẽ được sống lâu mạnh khỏe. Bởi vì có những người trên đời dù được hưởng đầy đủ những cái vật chất nhưng mà vẫn ốm đau bệnh tật, gặp những rủi ro bất hạnh. Hay là một cái người ấy nghĩ rằng mình sẽ lễ bái, đi cầu xin trời Phật ở khắp mọi nơi, cầu xin những đấng thần linh gia hộ, phù hộ, độ trì cho những cái thân bằng quyến thuộc, ông bà, cha mẹ hay những người thân của mình được mạnh khỏe, an vui. Nếu như những cái sự cầu xin ấy mà thành tựu được thì ở trên đời này đã không còn ai khổ đau nữa. Đức Phật hay những đấng thần linh mà có thể giúp cho người ta được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui thì ở thế gian này không còn ai khổ đau, không còn ai phải chết sớm, không còn ai phải nghèo khổ nữa. Đức Phật cũng không làm được điều ấy. Thì các vị thiên thần khác với uy lực không bằng Đức Phật, với thần lực không bằng Đức Phật, mà còn là đệ tử của Đức Phật, tất cả các vị thiên thần còn quy kính, còn phụng thờ Đức Phật, thì làm sao các vị ấy có cái thần lực gì mà có thể phù hộ giúp cho con người được mạnh khỏe, an vui. Nhưng Đức Phật là một bậc thầy cao thượng, Đức Phật không thể trực tiếp ban cho mình những cái hạnh phúc về vật chất ở trên đời, nhưng Đức Phật sẽ chỉ dạy, chỉ dẫn, giáo hóa được cho mọi người có được, đạt được những cái điều như mình ước nguyện mong cầu. Vậy nên Đức Phật biết được rằng là những cái người nào mà có cái gặp những cái chuyện bất hạnh khổ đau là do những cái nghiệp ác mà họ đã tạo ra từ trong những cái đời quá khứ, từ trong những cái tiền kiếp. Tất cả chúng sinh sinh về cái cõi đời này nhưng không nhớ được những cái kiếp trước của mình đã từng ở cái cõi nào, mà sinh lại đây đã từng làm những cái việc tốt xấu gì, cho nên được gọi là vô minh, si mê, mờ tối. Còn Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ bởi vì qua cái quá trình tu luyện về nội tâm, đoạn trừ được những phiền não tham sân si, nên Đức Phật có thể thấy được các cái tiền kiếp của mình, thấy được những cái đời sống quá khứ, có cái trí tuệ thiên nhãn, có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh trong tam giới này. Cho nên Đức Phật biết được rằng những cái người nào mà không có cái giới hạnh sống, mà có cái sự giác sát sinh, giết hại mạng sống của chúng sinh, gây đau khổ cho những chúng sinh khác, thì những cái người ấy cái đời này sinh ra phải bị cái quả báo đó là ốm đau bệnh tật, gặp những cái rủi ro tai nạn, và thường sinh ra ở những cái nơi có những cái nhiều cái bất hạnh như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, gặp nhiều những cái chuyện rủi ro khổ đau về thân thể lẫn tinh thần. Vì vậy nên Đức Phật mới dạy cái pháp để cho mọi người có thể đạt được cái sự bình an, đạt được cái sự yên vui, đạt được cái sự sống lâu mạnh khỏe ấy. Đó là Đức Phật truyền trao cho mình cái pháp thọ trì tam quy ngũ giới. Đức Phật dạy rằng hãy tránh xa sát sinh, hãy từ bỏ sát sinh, hãy từ bỏ những cái việc làm, những cái hành động độc ác, tự mình không làm những cái ác nghiệp ấy, cũng không khuyến khích, không dạy bảo, không sai khiến người khác, không hoan hỉ khi thấy người khác làm những cái việc tội lỗi, làm những cái việc tàn sát,
gây đau khổ cho những chúng sinh khác. Vì khi mà một cái người mà từ bỏ được những cái tội lỗi ấy, từ bỏ được những cái hành vi độc ác ấy, thì những cái người ấy sinh ra ở trên đời, đời nào kiếp nào cũng sẽ được hưởng cái phước lành, đó là được an vui, được bình an, được mạnh khỏe, sống ở trong cái thời đại hòa bình, không có chiến tranh, dịch bệnh, không có thiên tai, không có tai nạn, và sẽ được sống lâu trường thọ. Vậy những cái người con muốn báo hiếu cha mẹ, muốn cho cha mẹ mình được sống lâu, được mạnh khỏe, an vui, thì không phải là mình cứ chăm sóc cha mẹ bằng cái vật chất, bằng cái đời sống vui thú ở hiện tại này, mà đó là chưa phải là cái báo hiếu cao thượng, mà cái sự báo hiếu cao thượng đó là giúp cho cha mẹ tạo ra được những công đức phước lành, khuyến khích cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ biết quy tam bảo, biết giữ gìn giới hạnh, không sát sinh và tránh xa sát sinh, từ bỏ sát sinh. Nếu như làm được cái việc ấy thì cái đời hiện tại này người cha mẹ ấy cũng được bình an yên ổn, thì và cái đời sống tương lai, những cái kiếp sau này cũng không bị rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, không bị gặp những cái bất hạnh khổ đau, mà chắc chắn sẽ được sinh về các cái cõi thiên giới, trở thành những cái vị thiên thần, hưởng những cái phước lành an vui thủ thắng, hoặc sinh lại làm người được hưởng những cái phước lành như mình mong cầu ước nguyện. Như vậy, còn những cái người si mê tà kiến, không học Phật pháp, không hiểu, không giác ngộ, không hiểu những cái lời Phật dạy, có thể vì cái tình thương luyến ái đối với lại những người thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, và đôi khi làm những cái việc cúng dỗ lễ bái ông bà tổ tiên thánh thần, họ lại làm những cái việc tội lỗi như là sát sinh, giết hại cái mạng sống của chúng sinh muôn loài, rồi đem những cái việc làm tội lỗi ấy mà mình nghĩ rằng báo hiếu, thì đó lại là một cái sự bất hiếu. Vì cái tình thương mà mình sát sinh, hay là mình lấy trộm cắp của người khác, hay là tà dâm, hay là lừa dối, hay là uống rượu và các chất say, đấy là những cái tội lỗi, và cả bản thân mình làm cũng có tội, và rồi những cái người thân của mình cũng bị mắc tội theo. Vì vậy, với một cái người không học đạo tu tâm, không giác ngộ các sự thật, thì đôi mình có làm cái việc gì cũng rất khó tránh khỏi những cái nỗi nầm, những cái nhân quả nghiệp báo, tạo những cái ác nghiệp thì sau này phải chịu cái quả báo khổ đau. Còn mình tạo được cái thiện nghiệp, sau này sẽ được cái hưởng cái phước báo an lành. Cũng như vậy, mình luôn luôn mong muốn, những người con cái luôn luôn mong muốn cho những người thân, ông bà, cha mẹ của mình được hưởng đầy đủ những cái đời sống về vật chất, lẫn tinh thần, luôn luôn được sung mãn, được an vui. Nhưng mà mình không hiểu được cái nguyên nhân tại sao có những cái người ở trên đời thì lại được hưởng những cái đời sống sung mãn về vật chất, nhưng mà cũng có những cái người thì gặp những cái sự khó khăn, vất vả, không đạt được những cái mình mong cầu, mong muốn. Nhưng mà với một cái người có trí tuệ, học đạo tu tâm thì mới biết được những lời Đức Phật dạy, rằng muốn có được cái đời sống giàu sang, an vui ở tương lai, thì cái người ấy cần phải biết làm những cái việc bố thí, hay là phải tránh xa những cái việc là lấy trộm cắp tài sản của người khác. Vì vậy, với một cái người con có hiếu, phải khuyên cha mẹ mình phải biết làm những cái việc thiện, biết làm những cái việc công đức, phải biết bố thí, phải biết làm phước, phải biết cúng dường, để tạo được những cái phước lành cho tương lai, thì những cái đời sống tương lai mới được hưởng những cái phước lành cao thượng. Cái cuộc sống ở cái đời hiện tại nó rất là ngắn ngủi, 100 năm hoặc mấy chục năm, nó trôi qua rất là nhanh chóng. Nhưng mà cũng trong một cái kiếp người ngắn ngủi này, người ta có thể tạo ra vô số những cái điều tội lỗi về thân, như sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Người ta có thể tạo ra rất nhiều những cái tội lỗi về lời nói, như nói những cái lời sai sự thật, đó là cố tình nói dối, nói những cái lời đâm thọc, chia rẽ, công kích, khiến cho người khác sinh ra cái mâu thuẫn,
bất hòa với nhau, nói những cái lời phỉ báng, nói những cái lời thô tục, nói những cái lời mắng nhiếc, làm tổn thương, gây đau khổ đến cái tinh thần cho những cái người thân thương ở xung quanh, những cái lời nói không có từ ái, những cái lời nói mà có sân tâm, tạo ra những cái điều tội lỗi, và nói những cái lời phù phiếm, những cái lời nói nhảm nhí, những cái lời nói không đem lại cái lợi ích, không đem lại cái sự an vui lâu dài, thì đó là những người tạo ra những cái điều tội lỗi ác khẩu. Hay là trong ý thức, trong tư tưởng luôn luôn có cái tâm tham đắm, muốn tài sản của người khác, muốn những cái vật sở hữu của người khác nó thuộc về của mình, đó được gọi là cái tâm tham lam. Hay là một cái người có cái tâm sân hận, có cái tâm thù hận, có cái tâm oán hận thù hiềm, đó là những cái ác ý, những cái sân hận ở trong lòng. Hay là một cái người có những cái tư tưởng tà kiến, hay là những cái tư tưởng thiếu trí tuệ, không hiểu biết đúng về nhân quả nghiệp báo chánh tà, nghĩ rằng những cái việc thiện không để lại cái công đức phước lành gì cả, những cái người làm ác cũng không bị cái quả báo khổ đau gì cả, và cho rằng cái người làm thiện và những người làm ác thì cũng như nhau, không ai hơn ai. Thì đấy là những cái tâm lý si mê tà kiến. Những cái người nào tích tụ tích lũy đầy đủ được 10 cái ác nghiệp ấy, đó là 3 cái ác nghiệp về thân, 4 cái ác nghiệp về lời nói và 3 cái ác nghiệp ở nơi tâm, đủ 10 cái ác nghiệp mà giữ gìn cái ác nghiệp ấy, cố thủ cái ác nghiệp ấy, không sám hối, không từ bỏ, không đổi thay, thì những cái người ấy chắc chắn đến khi mệnh chung, đến khi lìa trần sẽ tái sinh vào địa ngục, sẽ tái sinh vào những loài quỷ đói, vào những cái hàng súc sinh ngu si, chịu những cái nỗi khổ đau thống khổ lâu dài. Vì vậy cho nên với một cái người có trí, với một cái người giác ngộ, với một cái người có học cái giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn phải biết lo lắng sợ hãi về những cái nỗi khổ đau ở trong tương lai, đối với những thân bằng quyến thuộc của mình. Còn hiện tại mình luôn luôn mong muốn những người ấy có được cái sự an vui ở hiện tại và cả tương lai, và cả những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, đã qua đời rồi, cũng luôn luôn mong muốn cho họ không bị tái sinh vào cái cõi khổ đau mà phải được tái sinh vào cái cõi an vui, an lành, hạnh phúc. Vì vậy nên ngày rằm tháng 7 này mà theo như là cái truyền thống cổ xưa còn được gọi là cái lễ, gọi là cái lễ siêu độ cho những cái ông bà tổ tiên, cho những cái người đã quá vãng được sinh về cái cõi an vui, an lành, thì những cái người con cháu cần phải làm gì mới đúng cái đạo hiếu đối với lại cha mẹ về hiện tại và tương lai. Thì theo như đời Đức Phật dạy những cái người con ấy cần phải khuyến khích cha mẹ biết thọ trì tam quy ngũ giới, giữ được cái năm giới này. Đối với cha mẹ còn hiện tại phải biết làm những cái việc phước, phải biết tu tâm, biết học đạo, biết tu tâm, biết đoạn trừ những cái phiền não ấy thì tương lai mới thoát khỏi khổ đau. Và đối với ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên đã quá vãng lìa trần rồi, những người con cháu muốn lợi lạc, muốn lợi ích cho những cái ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đã quá vãng ấy thì cần phải làm những cái việc phước, những cái công đức phước lành để đem cái công đức ấy hồi hướng lên ông bà cha mẹ, thì những cái người thân ấy mới tùy hỷ hoan hỷ với những công đức ấy mà được vãng sinh an lành. Vì vậy cho nên ngày rằm tháng 7 người ta sẽ lên chùa lễ Phật, thì người ta sẽ tạo ra cái công đức phước lành từ cái tâm thành kính, chắp tay cúi đầu lễ Phật nhất tâm, tạo ra cái thiện tâm hợp trí tuệ. Hay người ấy sẽ tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, cúng dường hương hoa, đăng trà quả thực với một cái nén hương mình thắp lên để mình cúng dường lên Đức Phật, những cái hương thơm tinh khiết, những cái hoa tinh khiết, những cái đèn nến hay là nước hay là trái cây hay vật thực, đấy là những cái phẩm vật có thể dâng lên,
cúng dường nên những cái bậc phước điền tối thượng ở thế gian. Bởi vì mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, không còn ở trên thế gian, không còn ở đời này nữa, nhưng công đức của Đức Phật trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu tâm, nên cái công đức trí tuệ của Ngài rất lớn. Một cái người thành tâm lễ Phật sẽ tạo ra được cái công đức lớn, cúng dường Phật sẽ tạo ra được cái công đức lớn, thì và cái sự tu tập về nội tâm của mình tạo ra công đức lớn. Người ấy thọ trì tam quy ngũ giới, tụng kinh, nghe pháp, học đạo, tu tâm, tạo ra những cái công đức phước này, rồi đem những cái công đức phước này ấy hồi hướng lên cha mẹ còn hiện tại và những cái ông bà tổ tiên đã quá vãng. Thì đấy là cái việc làm hiếu hạnh, đấy là cái việc làm chân chánh, đấy là những cái việc làm đúng với lời Phật dạy. Còn những cái việc làm mang cái tính mê tín, mê lầm, tà kiến ở thế gian, đó là những cái người con cháu giết hại sinh linh, lấy trộm cắp, sống bằng những cái hạnh tà dâm dối trá, uống rượu chè mà chất say nghiện, rồi cúng dường lên ông bà cha mẹ bằng những cái phẩm vật mà từ những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra thì không có công đức. Rồi những cái người con cháu ấy lại tạo ra những cái pháp mê tín như là đốt giấy tiền vàng mã, rồi là cúng bái theo những cái tà pháp, theo những cái tà kiến mê nầm ở thế gian, ở trên đời, cứ nghĩ rằng là có những cái thần thông, có những cái chú thuật nào đấy có thể tăng phước, tăng thọ, tăng lộc, tăng tài, có thể siêu độ được ông bà đến cái cõi an vui. Đấy là những cái tà kiến ở trên đời. Ở trên đời không có ai ban cho ai được cái phước lành gì hết, không có ai cứu độ được ai, mà chỉ có những cái bậc có trí, những cái người đã thấy những cái con đường và chỉ cái con đường ấy cho những cái người đi sau. Thì Đức Phật là vậy, là bậc đạo sư. Đạo là con đường, sư là một vị thầy. Vậy thì Đức Phật là người thấy ra được cái con đường nào đi đến khổ đau, thì Đức Phật dạy đừng đi con đường ấy, hãy tránh xa con đường ấy. Đức Phật thấy được cái con đường nào đi đến an vui, thì Đức Phật dạy hãy đi cái con đường này, hãy thực hành những cái lời dạy, hãy làm từ bỏ những cái việc ác, hãy làm những cái việc lành này, bởi vì cái con đường này đi đến hạnh phúc an vui. Vì vậy Đức Phật chỉ dạy cho mình những cái đạo lý sống, những cái phương pháp sống, và mình phải học cái đạo lý ấy, cần phải ứng dụng, phải thực hành những cái đạo lý, những cái phương pháp ấy vào trong cái đời sống hiện tại, thì mình mong cầu điều gì, điều ấy mới thành tựu. Mình muốn mong cầu cho bản thân mình thì điều ấy cũng thành tựu. Mong cầu những cái điều tốt đẹp ấy đến cho ông bà cha mẹ, đến cho tổ tiên cửu huyền thất tổ. Mình làm đúng những cái pháp ấy thì mới đem lại cái công đức lớn, đem lại cái sự lợi lạc, cái sự an vui hạnh phúc lâu dài. Thì đó mới là cái ý nghĩa của cái ngày rằm tháng 7, được gọi là cái ngày vu nan báo hiếu, là những cái người con cháu biết tu tâm học đạo, tạo ra những cái công đức phước này, rồi đem cái công đức phước này ấy hồi hướng lên cha mẹ, lên ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ, để cầu mong cho những thân bằng quyến thuộc còn hiện tại và quá vãng đều được cái sự hạnh phúc, đều được cái sự lợi ích an vui lâu dài. Vì cái đấy là cái ý nghĩa của cái việc mình tổ chức cái lễ vu nan báo hiếu rằm tháng 7 hàng năm. Và cái thời giảng pháp thì đến đây là hết. Cho toàn thể quý vị thân tâm an lạc. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thay lời cho các Phật tử, chúng con xin thành kính tri ân những lời pháp nhũ cao quý của chư Tăng đã sách tấn, khích lệ, hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng con hiểu biết về những phương pháp thực hành hiếu đạo để chúng con áp dụng vào đời, để cầu mong cho cha mẹ chúng con cả đã quá vãng và hiện tại đều được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài cả ở đời này và những kiếp vị lai.